Chào mừng các bạn đến với sân chơi công nghệ tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, Consumer, Solana, H5. Chủ đề cuộc thi lần này có tên Hạnh phúc bền vững. Với mong muốn tạo ra một ứng dụng phục vụ và mang lại giá trị cụ thể cho người dùng. Ứng dụng này giúp người dùng xử lý, lưu giữ thông tin đã xử lý và thông qua sự hỗ trợ của công nghệ giúp cho sự tương tác, truy xuất dữ liệu được nhanh chóng chính xác hơn với nền tảng công nghệ lưu trữ blockchain như backpack telusi gum clockwork những dữ liệu này khó giả mạo đảm bảo sự nhất quán và an toàn của dữ liệu như vậy giá trị của ứng dụng sẽ mang lại giá trị và hạnh phúc cho người sử dụng và những dữ liệu của người sử dụng luôn có tính an toàn bảo vệ thông tin của người dùng không bị giả mạo đánh cắp trên không gian số đó là một ứng dụng mang lại hạnh phúc bền vững để thành lập đội thi Cần thỏa mãn các yêu cầu sau: Là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FDT Polytechnic, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành phát triển phần mềm và công nghệ thông tin. Mỗi đội từ 2 đến 5 thành viên. Giới hạn số đội tham gia: 20 đội. Trong trường hợp đã đủ số lượng 20 đội, ban tổ chức sẽ đóng cửa đăng ký sớm hơn thời hạn chốt danh sách đội thi. Yêu cầu của cuộc thi: các ứng dụng được viết và sử dụng một trong số bốn các nền tảng blockchain, Backpack, Telusi, Gum, Clockwork, bên cạnh đó có thể sử dụng một số nền tảng mà Solana đã công bố trong các hack trước đó. Một số ý tưởng của cuộc thi các bạn có thể tham khảo thông qua link hoặc QR code. Tiếp theo là một số gợi ý để xây dựng ứng dụng với các nền tảng blockchain theo yêu cầu của cuộc thi. Để chuẩn bị kiến thức sẵn sàng tham gia cuộc thi, các bạn ôn tập lại các kiến thức cơ bản đã học, kiến thức xây dựng trang web, web 1013, kiến thức về JavaScript cơ bản, đây cũng là một kiến thức cần thiết tối thiểu để có thể triển khai các ứng dụng. Bên cạnh đó, các kiến thức về lập trình và logic lập trình các bạn đã được học trong môn con 108, nhập môn lập trình và kiến thức môn MB 1014, lập trình Java 1, những bạn đã học ở học kỳ 3 Học kỳ 4 với những kiến thức nâng cao hơn là một lợi thế. Bên cạnh đó, các buổi training sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ trong việc làm việc nhóm như giết Thúc demo xây dựng các ứng dụng có áp dụng các nền tảng trong yêu cầu của cuộc thi. Sản phẩm cuộc thi được xem là hợp lệ yêu cầu cần phải sử dụng một trong bốn nền tảng: Backpack, Deluci, Gum, Clockock. Với mong muốn mang lại một sân chơi công nghệ và trao dồi kỹ năng cuộc thi sẽ là nơi giao lưu học tập và rèn luyện kiến thức thực tế khi áp dụng vào thực tiễn sự tranh đua trong cuộc thi cũng là một giá trị giúp các bạn phát huy tối đa khả năng của mình và vượt qua được những thách thức sẽ giúp các bạn tự tin hơn với khả năng của chính bản thân vượt qua được thử thách và cảm nhận được khả năng của mỗi người là không có giới hạn cũng là một trải nghiệm hạnh phúc Hãy cùng nhau trải nghiệm sự hạnh phúc thông qua cuộc thi Consumer Solana H05 tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Super Team Việt Nam nhé. Đây là chuỗi hoạt động được tài trợ bởi tổ chức Solana. Cảm ơn các bạn. Let's go!